Vâng, shop bật lửa Zippo Zipman, mến chào các quý anh em nhé. Hôm nay shop mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một trong những chiếc bật lửa mà đẹp nhất, bền nhất và bán chạy nhất của cái dòng bật lửa bên shop anh em nhé. Thì đây là một chiếc bật lửa Amor, chủ đề của nó khắc về bản đồ Việt Nam anh em nhé. Với những anh em đã xem shop mình thường xuyên thì có thể là đã thấy mình quay cái cây này một số lần rồi. Nếu như anh em đã xem rồi thì anh em có thể xem những video khác trên kênh YouTube của shop anh em nhé. Còn với những anh em mới lần đầu theo dõi video của shop thì anh em có thể cho shop xin một like, một đăng ký kênh anh em nhé. Thì shop mình ra video thì anh em sẽ thấy được. Đấy, đây là một cái sản phẩm Amor. Này, Amor là một sản phẩm cao cấp anh em nhé. Nó cái vỏ của sản phẩm này thì nó sẽ dày hơn một chút so với những cái dòng phổ thông khác. Thì đây, thì cái hộp nó là hộp Amor nó như thế này. Đấy, trên đây thì có tiếng Mỹ anh em nhé. Đại khái là tránh xa trẻ em thôi. Đấy, mình quay cho một số anh em chưa từng biết về Zippo thì xem qua như thế. Còn cái vỏ Amor thì nó sẽ dày này. Đấy, còn cái vỏ dòng phổ thông thì nó sẽ không dày bằng. Thì chút nữa mình sẽ so sánh trực tiếp luôn. Đấy, sản phẩm này có chất liệu là bằng đồng anh em nhé. Bằng đồng thau, xong rồi nó khắc chìm rất là sâu xuống. Đấy, khắc chìm rất là sâu xuống. Nên là anh em dùng không thể mòn được anh em nhé. Không thể mòn được chủ đề. Đấy, còn trên cái hình bản đồ Việt Nam thì rất là đẹp và sắc sảo rồi. Đấy, tất nhiên là không thể thiếu được hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa anh em nhé. Đấy, rất là chi tiết. Cái sản phẩm này thì bằng đồng nên là anh em dùng yên tâm không thể bay màu được. Còn nếu như anh em dùng xong một thời gian mà nó ngã sang màu vàng thì anh em có thể dùng cái metal polish anh em đánh bóng thì nó lại sáng bóng trở lại anh em nhé. Còn đối với những cái hàng mà fake ấy, thì nó đã mà bong chóc ấy, thì anh em đánh cái metal vào thì nó cũng không thể phục hồi được như trạng thái ban đầu anh em nhé. Đây là đặc tính của đồng mới có. Để mặt sau của nó thì trơn bóng, không có họa tiết hoa văn gì. Với cái cây bật lửa như thế này thì ví dụ những cái cây bật lửa xịn trên dưới 1 triệu đồng thì anh em dùng cả gần chục năm cũng không hỏng anh em nhé. Tính ra 1 triệu có thể là ban đầu có thể là sẽ hơi cao một chút, nhưng mà chia ra cho cả hàng chục năm như thế thì nó cũng rẻ chứ cũng không đắt đâu anh em ạ. Ok, thì về cái sản phẩm này thì nó cầm xăng tầm khoảng 1 tuần lễ hoặc thậm chí hơn anh em nhé. Nó dùng xăng Zippo, bình xăng Zippo thì nó như thế này, 120ml. Đây, cái đường viền này nó hàn luôn này, chứ nó không phải là nếp gấp anh em nhé. Về cái cạnh bản lề của sản phẩm thì nó có 5 chấu đều tròn và kín. Đây, nên là rất là bền. Đây, thì bây giờ mình sẽ bóc tem ra cho anh em xem nhé. Nếu như anh em đang muốn thích xem thêm nhiều sản phẩm nữa bên shop mình á, thì anh em có thể lên Google nhé. Anh em gõ chữ này Zipman.vn là ra shop của mình nhé. Hoặc là anh em lên YouTube, anh em gõ chữ Zipman. Lên Facebook, lên Zalo, anh em gõ chữ Zipman như thế này nhé. Là sẽ thấy shop mình thôi. Đấy, nên là anh em rất là yên tâm. Nếu có bảo hành thì anh em cũng lên đấy, anh em gõ chữ Zipman rồi anh em yêu cầu là tôi muốn bảo hành cái lưới gà hay là cái gì đấy. Đấy, về cái sản phẩm này thì mộc đáy lồi của 522 anh em nhé. Đấy, và có cái kin. Đấy, có cái kin và chữ R ở bên trên. Đây là ký hiệu của hàng Amor, tức là Amor thì cái tiếng Anh có nghĩa là áo giáp anh em nhé. Tức là cái vỏ nó dày hơn để bảo vệ cho cái Zippo. Hiện tại thì sản phẩm này là 522, tới đây thì có thể là nếu mà về 23, 24 thì mình sẽ nhập và mình phân phối cho anh em nhé. Và bây giờ mình test âm luôn cho anh em nghe. Đấy, bánh xe bén anh em nhé. Âm thanh khá là hay. Đấy, về cái âm thanh của dòng Amor thì nó sẽ trong hơn những cái dòng khác anh em nhé. Dòng phổ thông thì nó vang hơn, tuy nhiên dòng Amor thì nó lại trong hơn. Ở cái về cái âm thanh thì dòng Amor nó sẽ không thiên về âm thanh cho lắm, nhưng mà nó thiên về độ bền anh em nhé. Ví dụ mình bóp cho anh em là xem rất là dày dặn và chắc chắn. Đấy, xét về cái vỏ Amor và cái vỏ dòng phổ thông thì anh em thấy coi nhé. Đấy, cái dòng Amor thì nó dày hơn một chút anh em nhé, tầm khoảng 1,35 cho đến gần 1,5 lần. Đấy, bên trong là có màu vàng của đồng anh em nhé. Thì nếu trong những quá trình sử dụng anh em dùng mà nếu bị bong cái mối hàn này này đấy, thì shop mình sẽ bảo hành miễn phí anh em nhé, không mất tiền, shop mình sẽ hàn lại cho anh em. Còn nếu như trong quá trình sử dụng mà nó bị gãy cái lưới gà bên trong đây thì shop mình cũng bảo hành miễn phí cho anh em nhé, và không giới hạn số lần bảo hành cái lưới gà. Đấy, về một chiếc Zippo xịn thì cái ruột nó có cổ đá cao này, cái cổ đá là cái này này, cao bằng đồng, và bánh xe cắt xéo sâu anh em nhé, chính vì vậy nó là rất là bén lửa. Đấy, còn về năm sản xuất thì cây này sẽ trùng năm 22, còn cái chữ cái ABC thì tất nhiên nó sẽ trùng nhau mấy tháng rồi, không quan trọng cái vấn đề đấy anh em nhé.
Cái này thì có thép, cái ruột này bằng thép chuyên dụng anh em nhé, rồi mạ xi màu vàng. Những cái ruột Zippo thì thường là nó hơi sức tơ như này một chút anh em nhé, sản xuất ra nó mới cũng đã như thế rồi. Rồi bên trong thì sợi tim có một cái sợi chỉ màu vàng quấn quanh những cái dây đồng, nó như thế anh em nhé. Thì khi mà anh em mua hàng ấy, thì anh em yêu cầu những cái shop nào bán hàng quay video cho anh em kỹ, thật kỹ cái chi tiết cổ đá bánh xe thì anh em sẽ phân biệt được hàng thật hàng giá nhé. Tuy nhiên là về xét về cái dòng sản phẩm này này trên thị trường, nếu như cái Zippo bán đồ Việt Nam mà dòng Amor thì mình chưa bao giờ thấy có hàng fake anh em nhé. Những cái dòng mà khắc sâu sâu là mình chưa bao giờ thấy những hàng fake. Đấy, nên là anh em cứ thoải mái mua ở những nơi nào mà anh em thích anh em nhé. Đấy, tuy nhiên là anh em vẫn phải xem kỹ một chút về cái cổ đá và bánh xe thôi. Đấy, còn nếu anh em thích cái shop của mình thì anh em mua ủng hộ anh em nhé. Đấy, khi mà anh em mua hàng ở bên shop Zipman thì nó sẽ có những cái đặc điểm như thế này này. Thứ nhất là cái chất lượng của sản phẩm thì bên mình bảo hành trọn đời rồi. Đấy, ngoài ra cái phần bán lề này, đấy, nó rất là cứng cáp. Khi mình lắc cho anh em này, nó ít có trường hợp bị dơ lắc anh em nhé. Còn nếu có thể anh em mua ở chỗ nơi khác ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ cái bán lề nó sẽ không chắc chắn bằng như thế này. Đấy, tại vì shop mình đã chọn những cái lô mà nó chắc chắn cho anh em rồi. Giá thành mình nhập hơn cao một chút nhưng mà mình bán như này thì mình sẽ yên tâm hơn. Khách hàng họ sẽ thích hơn anh em nhé. Ok, nếu anh em thích sản phẩm này thì có thể ấn vào đường link bên dưới phần bình luận và mô tả anh em nhé, hoặc là kết bạn Zalo theo cái số điện thoại đang chạy bên trên màn hình đây. Đấy, mã số sản phẩm thì mình đã đánh dấu trên đây rồi anh em nhé. Anh em muốn lấy thì đọc chữ số. Hiện tại cái cây này trên thị trường đang có giá là 1.300.000 đồng anh em nhé. Tuy nhiên shop Zipman mình sale chỉ là 990.000 đồng thôi anh em nhé, 990.000 đồng. Anh em lấy thì mình sẽ bao ship cho anh em đấy, và tặng thêm cho anh em một ví đá có 6 viên anh em dùng trong nửa năm đấy. Cần thêm thông tin gì thì anh em cứ lên Google ở chữ zipman.vn nhé. Vâng, xin chào tạm biệt ạ.